Trong xã hội tương lai, có một nhóm người làm công ăn lương bằng siêu năng lực. Họ có thể dùng 5 ngón tay của mình để cắt những ống thép, dùng ý nghĩ để vận chuyển những viên bi siêu to khổng lồ. Với sự làm việc không ngừng mệt mỏi, một thành phố đẹp lộng lẫy đã được ra đời. Ở thành phố này mới sinh ra đã có 5% có siêu năng lực. Sau khi họ lớn lên thì làm trong ngành kiến trúc. Nhưng cơ giới hóa ngày càng phát triển mạnh, những người này thất nghiệp phải đi ăn xin, xung đột ngày càng lớn mạnh khủng khiếp, họ từng là những siêu anh hùng được mọi người tôn trọng, giờ bị suy tàn thoái hóa thành những loại vô văn hóa, chỉ có thể làm những công việc khuân vác bốc rỡ, vì để duy trì trật tự xã hội, chính phủ đã tạo ra một tốp cảnh sát người máy. Chỉ những người siêu năng lực có giấy phép mới được đi làm, còn những người không có giấy phép mà làm chui, nhẹ thì phạt tù 10 năm, nặng thì bị bắn chết. Anh là content chính là người siêu năng lực chưa có giấy phép, đã gần 30 mùa khoai sọ rồi mà chưa có cái nịt trong tay, trong nhà còn nuôi mẹ già bị bệnh ung thư, chờ anh kiếm tiền để chữa trị. Hôm nay cũng như hôm qua đang dùng siêu năng lực nối điện, thì đột nhiên có một máy bay không người lái bay tới, cảnh sát bắt công nhân xếp thành hàng, rồi kiểm tra từng người xem có giấy phép làm việc không. Máy bay không người lái nhận diện được một kẻ bị truy nã, cảnh sát liền còng tay rồi áp giải lên xe, ai ngờ anh ta phóng ra lửa làm cảnh sát bị bỏng mặt rồi hai chân bốn cẳng bỏ chạy, máy bay lập tức thả cảnh sát người máy xuống rồi bắn chết anh ta. Content nằm úp mặt xuống đất biết hôm nay tiêu đời rồi, còn cảnh sát Park dẫn đội chống ma túy đi vào một tòa nhà, có cảnh sát người máy đi trước mở đường, cảnh sát Park đã bắt được một ông già siêu năng lực cấp 5, cấm động đậy nằm xuống đất mau, cảnh sát Content nhanh chóng còng tay hắn lại, họ còn thông qua cánh cửa bí mật phát hiện cảnh tượng kinh rợn, bọn buôn ma túy đang hút tỉ người siêu năng lực chế tạo ra ma túy, chỉ cần ngửi phải nó thì phê chữ E kéo dài. Ngày hôm sau Content vẫn như hôm qua, đang ngồi chờ việc bên đường cùng mấy anh bạn, một chiếc xe màu đỏ dừng lại, Gamit là đệ tử cứng của tên trùm buôn ma túy khét tiếng, tất cả mọi người đều không muốn qua lại với bọn chúng, nhưng Content đang cần tiền vì 200 đô, nên đã chấp nhận làm việc trái pháp luật. Đêm hôm ấy họ đã đến một xưởng hóa chất. Nhiệm vụ của Content là phát điện làm hư hệ thống điện cao áp, anh dùng chút sức mạnh đã làm mạng điện nổ tung. Gamit mới nhận ra là mình đã nhận được của quý, lúc đó Maddy cũng dùng siêu năng lực khiến dây xích tan chảy, Jenny thì khiêng liên tiếp những thùng hóa chất nặng lên xe, băng đảng tập hợp những siêu năng lực lại thì những công việc này dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó bảo vệ đi tới, Gamit giơ tay đoạt lấy bộ đàm từ tay bảo vệ, Jenny bẻ cong thanh sắt rồi nhốt ông ta vào thùng container, rồi bọn họ nhanh chóng lên xe rời đi. Máy bay không người lái nhận được báo án, đã bay trên không truy tìm tung tích bọn họ. Gamit khôn khéo đã lái xe xuống gầm cầu, rồi lột bỏ miếng dán màu đỏ bên ngoài xe, như con ve sầu lột xác. Họ nhanh chóng đến hang ổ tên trùm ma túy sắc nót. Ông ta dùng mắt đọc suy nghĩ của Content xem anh phải nội gián không, sau đó bàn bạc với Gamit về chuyện tiền bị hao hụt, lên cần một số tiền để bù vào. Khi biết Content có năng lực không tồi chút nào, ông ta bảo lên huấn luyện thêm cho anh ta để chuẩn bị vào vụ cướp tiếp theo. Khi đưa Content về, Gamit đưa thêm cho số tiền 100 đô, dùng chút tiền để làm mồi nhử anh chàng nghèo khó này. Quả nhiên khi có việc làm tìm đến, Content vẫn lên xe của Gamit. Nhiệm vụ lần này là cướp ngân hàng, nghe thấy chia cho 300.000 đô, Content không còn do dự nữa. Tuy công việc này nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì mẹ đang bị bệnh nặng, anh đành phải liều một phen, và trước khi hành động không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra, Content vẫn cần phải tập luyện thêm. Hãy thắp sáng nó đi. Năng lực của Content quá mạnh làm cho bóng cháy đen. Suốt mấy ngày mấy đêm tập luyện, Content dễ dàng khống chế nguồn điện năng, tập trung giữ lại Content, phóng nó ra. Đến tối về nhà thấy bệnh của mẹ ngày càng tái phát, Content nói dối là mình được một công ty nhận vào làm, đã có nguồn thu nhập ổn định, bảo mẹ không phải lo lắng. Nhưng anh đâu có biết phía cảnh sát nghi ngờ đã theo dõi anh. Sau vài ngày chuẩn bị, nhóm siêu năng lực đã cướp ngân hàng, như kế hoạch họ dễ dàng khống chế tất cả bảo vệ. Content đi đến trước kho tiền, phóng ra một nguồn điện năng rất cao, làm cho hệ thống đường điện ngân hàng bị phá hủy. Nhưng khi bước vào kho tiền, ai đấy đều chết nặng, bên trong chỉ có 60.000 đô. Thì ra là hôm nay là ngày vận chuyển tiền đi, vốn có 500.000 đô đang bị chủ tịch vận chuyển đi rồi, mỡ đến miệng mèo rồi lại bị bay mất. Chỉ còn cách gom hết số tiền 60.000 đô rồi nhanh chóng rút lui. Vừa đi ra cửa sau ra ngoài, bọn họ bị máy bay không người lái chặn lại. Thời khắc nguy hiểm, Content dùng nguồn điện phá hủy máy bay, nhờ đó họ mới có thể thoát được. Sau khi về quán ba, Gamit trách mắng Sắc Nót làm anh ta uổng công một chuyến, tí thì bị đưa lên đồn. Sắc Nót nói mình cũng không ngờ ngân hàng có chiêu này, lần này bên đòi nợ lấy mạng ông ta mất. Vừa nói khỏi mồm, một tên sát thủ đi đến, hắn bắn Sắc Nót, may mà có dai no đến chắn đạn. Content phóng điện ra làm khẩu súng trên tay sát thủ rơi, đối phương liền móc dao găm ra xiên anh, may mà dai no đã dùng súng bắn chết sát thủ. Sắc Nót cũng rất đau đầu với chuyện này.
Gamit đề nghị ông ta phản kích lại, nhưng Sarknoth sợ thế lực sau đối phương lên không dám manh động. Gamit nghe vậy không vui rồi bỏ đi, còn Conten lúc này đang được người yêu Sarknoth chăm sóc. Nhìn vết thương đã lành, anh mới biết Nia trông bề ngoài mỏng manh dễ vỡ lại có siêu năng lực. Về tới nhà, lời nói dối của anh đã bị mẹ vạch trần, mẹ anh không muốn anh dấn thân vào con đường tội lỗi. Conten không chịu nghe hai mẹ con đã lớn tiếng, khiến mẹ anh bệnh đã trở lặng, liền ngất đi tại chỗ. Bác sĩ nói với Conten bệnh mẹ anh rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay, mấy chục ngàn đô tiền viện phí. Tiền phẫu thuật lúc này như cục tạ đè nặng trên vai anh. Khi anh đang đầu đầu vì tiền, cảnh sát cũng tìm đến anh, muốn anh nói ra vị trí hang ổ của tên trùm ma tóe. Conten không bị mắc bẫy, kiên quyết không nhận mình là thành viên của băng đảng. Vì không có bằng chứng cụ thể, cảnh sát lại thả anh ra. Lúc này Conten tìm gặp Sarknoth, nói mình có thể giúp ông ta cướp lại số hàng cảnh sát tịch thu lúc trước, nhưng khi thành công phải cho anh mượn Nia chữa bệnh cho mẹ. Sarknoth đọc suy nghĩ của anh, xác nhận không nói dối thì mới đồng ý giao dịch này, còn phái Zaino và mấy tên New Tiêu hỗ trợ. Đồng thời Gamit yêu cầu chia 5 năm, vì anh ta biết Sarknoth không còn lựa chọn nào khác. Cảnh sát vì muốn tiêu hủy số ma tóe lên đã phái nhiều cảnh sát người máy và máy bay không người để đảm bảo không có sai sót gì. Hành động cẩn thận như thế lại có khuyết điểm chí mạng, trong thành phố có một khu vực cấm bay, đây là nơi tuyệt vời để bọn họ ra tay. Họ đầu tiên dùng xe tải chặn xe cảnh sát lại, Conten nhân cơ hội phóng điện giải quyết đám người máy, bọn họ hợp sức lại chế ngự được đám cảnh sát người máy. Sau khi xong xuôi đến lượt Maxi ra tay, chỉ thấy cô chạm mấy đầu ngón tay vào xe vận chuyển ma túy xuất hiện một lỗ lớn, Miu đã vứt bom khói vào trong. Không lâu sau, cảnh sát nước mắt giàn giụa chạy ra đầu hàng. Mọi người kết hợp rất ăn ý, tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch. Khi Maxi đưa hàng giao cho Zaino thì đàn em của chúng đã nổ súng bắn chết cảnh sát. Maxi quay đầu lại nhìn cũng bị Zaino nổ súng bắn chết. Đàn em cũng cầm súng đạn đã xả liên tục vào nhóm người Conten. Sarknoth muốn chiếm trọn số hàng không chia cho Gamit. Lúc này máy bay không người lái cũng bay tới. Cảnh sát người máy nhảy từ trên xuống tiêu diệt mấy tên đàn em Zaino. Ba người còn lại nhân cơ hội bỏ trốn. Zenny chảy máu quá nhiều không thể nào qua khỏi. Conten lúc này cay cú Gamit, anh thề máu trả bằng máu. Anh chủ động tìm đến cảnh sát Park, nói ra hang ổ của Sarknoth, muốn liên kết cảnh sát tiêu diệt hang ổ ma tóe lớn nhất thành phố. Phía cảnh sát phái ra số lượng lớn cảnh sát người máy bao vây càn quét. Phía cảnh sát ập vào nhanh chóng tiêu diệt đàn em Sarknoth, gắn nót kéo Nia và Zaino chạy cửa sau quán bar. Nhưng ở đây Conten và Gamit đã chờ từ lâu, nổ súng vào ông ta. Khi đối diện súng đạn, siêu năng lực suy nghĩ khi gặp súng đạn không còn tác dụng gì, chỉ có Zaino với làn da chống đạn vẫn cầm cự. Hắn ta xông về Gamit quyết sống chết một phen, Conten bên cạnh liền ra tay. Zaino quá mạnh vẫn dễ dàng đối đầu hai người. Thấy Conten sắp bị bóp cổ nghẹt thở, lúc nguy cấp Gamit lấy thanh sắt đâm vào mắt Zaino. Nhân lúc hắn ta không sử dụng siêu năng lực, Conten phóng điện thanh sắt khiến não bị giật điện nói hẹo. Sarknoth ngoi ngóp ép súng Nia trị bệnh cho mình, cô liền giật khẩu súng trong tay, thấy mình vào thế yếu không còn cố gắng nữa. Gamit dùng siêu năng lực bóp hắn nhòe màu. Conten cầu xin Nia đi cứu mẹ anh, cô vén tay ra thấy một vết sẹo, năng lực cô ta không phải chữa bệnh mà là di chuyển bệnh, mọi căn bệnh cô đã chữa trị chuyển hết lên người cô. Anh cầm súng uy hiếp Nia chuyển bệnh, một luồng sáng lên Nia mặt mũi nhăn nhó, lương tâm Conten không ngừng cắn rứt, thế là anh đã bỏ chuyển bệnh từ mẹ đi. Mẹ vui mừng quyết định của Conten, đã vui mừng rời khỏi thế gian. No tang lễ của mẹ xong, Conten cũng đi đầu thú việc làm phạm pháp của mình, Nia được tự do đến nhà tù thăm bố mình. Bộ phim đến đây đã hết rồi, mọi người thấy hay thì bấm like rồi đăng ký kênh ủng hộ mình nha.